Xin chào quý vị các bạn. Và như vậy là Thaco Mazda vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV Mazda CX-5 thế hệ 6.5. Và ở thế hệ này, chúng ta có rất nhiều những cái thay đổi. Kể tới đầu tiên, đó chính là đến ngay từ những phiên bản. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có 3 phiên bản để lựa chọn đối với mẫu SUV của nhà Mazda, thì ngày hôm nay Thaco Mazda đã chính thức giới thiệu tới chúng ta 4 phiên bản. Trong đó có 3 phiên bản động cơ 2.0, đó là 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Hiện tại thì Duy đang ngồi ngay ở trên chiếc 2.0 Premium. Còn trên phiên bản cao nhất đương nhiên là động cơ 2.5 rồi. Và phiên bản động cơ 2.5 chúng ta sẽ có cái tên là Signature Premium. Chúng ta sẽ có ngay một cái dòng chữ Signature Premium ở phần đuôi phía sau xe để chúng ta dễ dàng nhận biết hơn các phiên bản khác hẳn so với trước đây nhé các bạn. Và chúng ta có thể kể tới ngay những cái điểm mà đáng chú ý nổi bật nhất được update, được nâng cấp cũng như được trang bị thêm. Trên phiên bản Signature Premium động cơ 2.5 chúng ta có camera 360 độ này. Chúng ta có hệ thống làm mát ghế ở hàng ghế phía trước. Và chúng ta có thêm cái hệ thống an toàn Active Sense. Vâng, ngay bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng đến với khoang cabin của Mazda CX-5 2.0 Premium. Thực ra thì ở trên phiên bản 2.0 Premium này thì không có quá nhiều thay đổi đâu ạ. Chúng ta sẽ phần khoang cabin thì chúng ta sẽ có một cái không gian vẫn như vậy, vẫn là những cái đường nét thiết kế mang cái hơi hướng sang trọng nhiều hơn là thể thao của Mazda CX-5. Kèm với đó thì chúng ta đã có thêm một số những cái cải tiến đến từ cái hệ thống iConnect của Mazda. Chúng ta đã có thêm kết nối Apple CarPlay. Rõ ràng là Thaco Mazda đã rất biết lắng nghe và thấu hiểu người tiêu dùng khi trang bị cho chiếc Mazda CX-5 này thêm cái tính năng kết nối Apple CarPlay. Đây, mời các bạn có thể nhìn ngắm kỹ hơn một chút. Nếu như mà ai đang quan tâm tới mẫu Mazda CX-5 thì hiện tại thời điểm này, tại trong cái khuôn khổ ra mắt này thì thời gian tới sẽ có những cái chính sách rất là ưu đãi nếu như các bạn đặt hàng. Các bạn hãy tới ngay đại lý nếu mà trong túi chúng ta đang có khoản tiền dưới 1 tỷ đồng mà chúng ta muốn sở hữu một mẫu SUV 5 chỗ khá là hot này. Chúng ta sẽ cùng điểm lại một vòng những phiên bản kèm với cả các mức giá của mẫu Mazda CX-5 ngày hôm nay được ra mắt. Đối với cả khối động cơ 2.0 phiên bản Deluxe có mức giá là 899 triệu đồng, 2.0 Luxury có mức giá là 949 triệu đồng, 2.0 Premium có mức giá là 989 triệu đồng. Còn phiên bản Signature Premium động cơ 2.5 lít có mức giá dao động từ 1 tỷ 019 triệu tới 1 tỷ 149 triệu. Bây giờ thì chúng ta đã đang có mặt ở khoang nội thất của chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5. Ở phiên bản 2.5 thì chúng ta có khá nhiều những cái thay đổi trang bị thêm. Ví dụ như là hệ thống camera 360 độ như phần đầu video Duy có nói. Rồi là hệ thống làm mát ghế rất là phù hợp ở trong cái điều kiện thời tiết như ở Việt Nam mình. Và có một cái điểm này nữa, có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn và Duy tin chắc rằng với cái trang bị này thì chúng ta sẽ có cái cảm giác lái tốt hơn ở trên những cái mẫu xe của nhà Mazda. Đó chính G-Vectoring Control Plus, và sẽ cải thiện thêm cái khả năng vào cua khi mà tác động thêm cái phần phanh ở bánh sau kết hợp với cái điều chỉnh mô men truyền động xuống hai bánh ở phía trước.